Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024, mẫu SUV có công suất mạnh nhất từ trước đến nay của thương hiệu Đức. Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024 là mẫu xe ra đời nhằm thay thế phiên bản Turbo. Porsche Cayenne phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã ra mắt vào hồi tháng 5 năm nay. Sau 3 tháng, hãng Porsche tiếp tục bổ sung phiên bản mới mang tên Turbo E-Hybrid cho dòng SUV hạng sang này. Được ra đời nhằm thay thế cho bản Turbo Posca EN Turbo E Hybrid 2024 sở hữu hệ chuyển động plug-in hybrid, PHEV mạnh mẽ. Hệ chuyển động này bao gồm máy xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít cải tiến, tạo ra công suất tối đa 591 mã lực. Động cơ kết hợp với motor điện mạnh 174 mã lực và cụm pin 259KVKH nằm bên dưới sàn khoang hành lý. Tổng cộng, Posca EN Turbo E Hybrid 2024 có công suất tối đa 729 mã lực và mô men xoắn cực đại 949 Nm. So với phiên bản cũ, xe mạnh hơn đến 59 mã lực. Đồng thời, phiên bản này cũng trở thành mẫu SUV mạnh nhất từ trước đến nay của thương hiệu Porsche. Sức mạnh động cơ cho phép Porsche Cayenne Turbo E Hybrid 2024 tăng tốc từ 0 đến 96 km h trong thời gian chỉ 3,5 giây, và đạt vận tốc tối đa 295 km h Không chỉ mạnh mẽ, Posca EN Turbo E Hybrid 2024 còn được trang bị hệ thống treo khí nén mới. Hệ thống này cho phép xe điều chỉnh cài đặt về tỷ lệ nén và bật nảy, từ đó kiểm soát chất lượng lái tốt hơn. Ngoài ra, mẫu SUV hạng sang này còn có hệ thống điều hướng mô men xoắn Postock, VCT O-Ring Plus tiêu chuẩn và hệ thống đánh lái cầu sau tùy chọn. Để phân biệt với các phiên bản còn lại trong dòng Posca EN 2024, Turbo E Hybrid sở hữu những đặc điểm nhận dạng như lưới tản nhiệt cỡ lớn trên đầu xe và khe gió màu đen bóng ở hai bên. Bên cạnh đó là hốc bánh và cản sau sơn cùng màu thân xe, đầu ống xả bằng nhôm cũng như cùng phanh màu đỏ thể thao. Bước vào bên trong post Cayenne Turbo E Hybrid 2024, người lái sẽ bắt gặp những chi tiết ốp trang trí bằng nhôm trên mặt táp lô và tapi cửa. Trong khi đó, trần xe bọc bằng chất liệu Raystex giúp nội thất trông thể thao hơn. Vô lăng GT Sport được trang bị tiêu chuẩn cho xe và đi kèm nút chọn chế độ lái đặc biệt. Bên cạnh đó là hàng ghế trước thể thao được bọc da và chỉnh điện 18 hướng. Khách hàng cũng có thể chọn ghế cơm phớt bọc da và chỉnh điện 14 hướng cho xe. Là bản cao cấp nên Porsche Cayenne Turbo E Hybrid 2024 đương nhiên không thiếu trang bị tiện nghi. Xe sẽ có đèn pha trên đèn hậu LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,6 in, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 in, hỗ trợ Android Auto trên Apple CarPlay màn hình 10.9 in dành cho hành khách phía trước, đồng hồ xem giờ, sạc điện thoại không dây 1 năm VK, hai cổng USB Type C trong ngăn chứa đồ dưới bệ tỉ tay trung tâm và hai cổng USB cho ghế sau. Posca EN Turbo E Hybrid 2024 sẽ có cả kiểu dáng là SUV thông thường và SUV Light Coupe. Giá bán của mẫu SUV hạng sang này dao động từ 148.550, 153.050 USD, tùy theo kiểu dáng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.